Để phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện Lăng Chánh vừa yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở cung cấp dịch vụ như quán cà phê, trà chanh, trà đá, quán giải khát vỉa hè. Theo đó tạm dừng tất cả các hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ giải khát như cà phê, trà chanh, giải khát vỉa hè, các dịch vụ spa, karaoke, gội đầu, tập gym, thể thao, khiêu vũ, yoga, có tập trung đông người và các dịch vụ không cần thiết khác cho đến khi có thông báo cho hoạt động trở lại. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện phải thực hiện nghiêm khai báo y tế và các quy định về phòng chống dịch COVID-19, vận động nhân dân không tổ chức hoặc nếu có tổ chức thì hạn chế số khách mời tham dự đám cưới, không tập trung đông người ở đám tang và thời gian tổ chức đám tang không để quá 24 giờ. Yêu cầu các chủ phương tiện vận tải hành khách chỉ được vận chuyển tối đa 50% số ghế trên mỗi phương tiện và phải giữ khoảng cách an toàn, ghi chép nắm thông tin của hành khách như địa chỉ, số điện thoại chủ phương tiện cũng cần cam kết không vận chuyển hành khách đến và đi về từ các tỉnh có dịch, vùng có dịch. Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, để làm tốt công tác phòng chống dịch, hạn chế tối đa dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu mọi người dân thực hiện việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, tập trung đông người như công sở, siêu thị trên các phương tiện giao thông công cộng.